mới giải thiệu truyền thống Sới Vinh năm 2023. Giải rượu sớm nay gồm có 90 vị thần đua tham gia đến từ các địa phương các tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Thần đua thứ nhất đó là thần đua của An Công Chí Thành. Thần đua thứ hai là thần đua Di Thu Di Xuyên. Thần đua thứ ba là thần đua Đại Nghĩa Đại Lộc. Thần đua thứ tư là thần đua Điền An huyện Điện Bàn. Thần đua thứ năm là thần đua Nại Hưng Mộc thành phố Đà Nẵng. Thần đua thứ sáu là thần đua Điền Bàn địa phương Điền Bàn. Thần đua thứ bảy là thần đua Hồng Sơn Nghĩa Nghĩa. Thần đua thứ tám là thần đua Cây Mộc Bình Dương. Thần đua thứ chín là thần đua Cũng Nhà Tài Đông Di Vinh. Như vậy là lại phát được cái đầu có thần đua đang tranh nhau quyết liệt để vươn lên những vị trí ưu tiên trong vòng đấu đầu tiên. Trong giải đua thuyền thì việc xuất phát rất là quan trọng. Việc xuất phát vào qua tiêu lần đầu tiên là yếu tố quan trọng để cho việc giành công vô địch trong cái giải lần này. Lúc này là các thuyền đua đang đi song song với nhau, đang tiến về tiêu tay bên tay trái một lần nữa bạn. Chúng tôi xin nhắc lại là các thuyền đua tham gia giải vận hôm nay gồm 3 vòng đấu, con đường mới 3 km. Giải đấu thuyền năm nay là một trong những hoạt động thể thao nhằm chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập lực lượng công an nhân dân 19/8/1945, 19/8/2023 và kỷ niệm 18 năm ngày thành lập hội ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 19/8/2005, 19/8/2023. Có quay này thì tôi thấy có thuyền đua đang trong song với nhau, có lẽ như thuyền Cây Mộc đang có chính vị thế ưu tiên, tiếp theo đó là thuyền đua An Trung. Các thuyền đua đang chuẩn bị qua tiêu lần thứ nhất, vòng đấu thứ nhất cũng giải sáng một bình hôm nay. Giải ở bình hôm nay các thuyền đua sẽ tranh tài với nội dung 3 vòng đấu tương đương với 3 km. Các thuyền đua đang tranh nhau quyết liệt để qua tiêu lần đầu tiên trong vòng đấu thứ nhất. Có lẽ như thuyền Cây Mộc Bình Dương đang qua tiêu đầu tiên, tiếp theo đó là thuyền của An Trung. Như vậy là các thuyền đua đã qua tiêu thành công và đã tiến về tiêu đồng phía trên cầu Hà Tân. Sau lần qua tiêu lần đầu tiên thì thuyền đua Cây Mộc với trang phục màu xanh đang dẫn đầu. Tiếp theo đó là thuyền đua An Trung với trang phục màu vàng. Thuyền thứ hai. Giải hôm nay thì ban tổ chức đưa ra điều lệ là các thuyền đua không được phép chơi tung bơi. Tung bơi là những vận động viên trong địa phương.
Ở công quan này thì chúng ta thấy dẫn đầu thì đua vẫn là thuyền đua của cái Bọc Bình Dương, bấm thắt phía sau đó là thuyền đua của ông Trung Duy Thành. Tiếp sau đó là có thuyền đua của Diệu Phong, Diệu Bằng, có thuyền đua đang chuẩn bị qua tiêu lần thứ hai vòng đấu thứ nhất của mình. Có lẽ như thuyền đua ông Trung đang vượt lên để tranh chấp làm qua tiêu lần thứ hai này. Như vậy là thuyền đua ông Trung và thuyền đua cái Mập đã qua tiêu thành công. Tiếp sau đó là thuyền đua của Điền Phong. Như vậy là sau lần qua tiêu thứ hai vòng đấu thứ nhất thì thuyền ông Trung đã vượt lên dẫn đầu. Thuyền thứ hai đó là thuyền đua của cái Mập Bình Dương. Sau lần qua tiêu vòng đầu thứ nhất thì có sự thay đổi vị trí. Đến thứ ba đó là thuyền đua của Điện Phong. Đến thứ tư đó là thuyền đua đội thuyền đua chủ nhà Cà Đông. Đội thuyền đua Điện Phong đang đứng vị trí thứ ba với trang phục màu đen. Ở nhóm thứ sau đó là thuyền đua của Đại Nghĩa, thuyền đua Điện An và thuyền đua Di Thu và thuyền đua Nại Hương Mộc đang bám theo sau. Có thuyền đua đang tiến ngang qua lễ đài. Ở cái quay này thì dẫn đầu vẫn là thuyền đua của ông Trung Duy Thành. Tiếp theo đó là thuyền đua của cây Mộc Bình Dương. Các thuyền đua đang chuẩn bị qua tiêu lần thứ nhất vòng đấu thứ hai của mình. Vị thứ ba đó là thuyền đua của Điền Phong, Đường Bằng. Ở giải năm nay thì có thuyền đua đã chuẩn bị rất kỹ trong giải lần này. Ừ.
các trường đua chuẩn bị qua tiêu lần thứ nhất, vòng đấu thứ hai của mình. Như vậy là thi đua của ông Trung đã qua tiêu thành công. Tiếp sau đó là thi đua của cây mọc Bình Dương. Theo sau đó là thi đua của Điền Phong Điền Bằng. Liệu sau đó có tiêu này thì thi đua Điền Phong Điền Bằng có vươn lên vị trí thứ nhì hay không? Tiếp sau đó là thi đua của Trà Đông. Thi đua của Di Thu cũng là lượt qua tiêu. Chúng tôi xin nhắc lại là giải Hòa Bình hôm nay có thi đua tranh tài với 3 vòng đôi tương đương với 3 km. Ở giải năm 2022 thì ở giải Hòa Bình, đơn vị của cây Lâm Bình Đào vị thứ nhất. Năm nay thì đơn vị cây Lâm Bình Đào không tham gia giải năm nay. Sau nửa vòng đấu thứ hai thì có sự bứt phá rõ rệt giữa thuyền Ân Trung và thuyền đua cây mọc. Giải đầu thuyền đua lúc này đang là thuyền đua của Ân Trung Như Thành. Vị trí thứ hai là sự tranh chấp giữa thuyền đua của Điền Phong Điền Bằng và thuyền đua cây mọc Bình Dương. Nhóm theo sau đó là thuyền đua của Trà Đông Như Vinh Hồng Sơn Như Nghĩa. Ở quay này thì dẫn đầu vẫn là thuyền đua của Ân Trung. Khoảng cách giữa Ân Trung và thuyền đua thứ hai rất là an toàn. Vị trí thứ hai đó là sự tranh chấp giữa thuyền đua của cây mọc Bình Dương và thuyền đua của Điền Phong Điền Bằng. Vị trí thứ tư đó là thuyền đua chủ nhà Trà Đông. Các thuyền đua đang chuẩn bị qua tiêu lần hai, vòng đấu thứ hai của mình. Như vậy là thuyền đua của Ân Trung đã qua tiêu thành công. Tiếp sau đó là sự tranh chấp giữa thuyền đua Điền Phong và thuyền đua cây mọc. Như vậy là thuyền đua Điền Phong đã vươn lên vị trí hai, chuẩn bị qua tiêu. Tiếp sau đó là thuyền đua của cây mọc Bình Dương. Như vậy là thuyền đua của Điền Phong và thuyền đua cây mọc đã qua tiêu thành công. Tiếp sau đó là thuyền đua của Hồng Sơn Như Nghĩa. Vị trí thứ năm đó là thuyền đua của Trà Đông Như Vinh. Như vậy là sau kết thúc vòng đấu thứ hai thì các thuyền đua kết thúc vòng đấu thứ hai thì có sự thay đổi vị trí thôi đây. Đó là thuyền đua của Điền Phong đã vươn lên vị trí thứ hai.
Các thằng đua đang chuẩn bị bỏ tiêu kết thúc vòng đấu thứ hai của mình. Kết thúc vòng đấu thứ hai thì vị trí dẫn đầu là thằng đua Quang Trung, vị trí thứ hai đó là thằng đua của Điền Phong Địa Bàn, vị trí thứ ba là thằng đua Cây Mộc Bình Dương, vị trí thứ tư đó là thằng đua của Hồng Sơn Nghĩa, theo sau đó là thằng đua của Trà Đông Duy Vinh, cũng như những năm trước thì giải năm nay quy tụ rất nhiều thằng đua có thành tích rất rất cao trong giải gần đây tham gia, nên hứa hẹn đây là một giải đấu có muốn cho người xem những tranh tài thi đua hấp dẫn và cái chắn. Thông qua giải năm nay thì nhằm bảo tồn và phát huy môn đua thuyền truyền thống của ngư dân nước cùng Quảng Nam và Đà Nẵng, và vận động tinh thần hăng hái tập luyện thể thao của các tầng lớp nhân dân, tăng cường sức khỏe phục vụ cho lao động bồi sức, đồng thời là phòng chống lũ lụt. Ở góc quay này thì dẫn đầu thì đua vẫn là thằng đua của Quang Trung, tiếp sau đó là thằng đua của Điện An Điện Phong và thằng đua của Cây Mộc. Khoảng cách giữa ông Trung và thuyền đua sẽ sao rất là xa, rất là an toàn. Ở những giải năm nay thì thuyền đua ông Trung luôn có những thành tích rất cao trong những lần mình tham gia. Ở giải vương quốc đầu năm thì thuyền đua ông Trung đã giành vị trí cao nhất. Liệu ở giải này thì thằng đua Trung có giữ được phong độ như những giải lần mình tham gia hay không? Như vậy là thằng đua Trung chuẩn bị qua tiêu lần đầu tiên vòng đấu thứ ba của mình. Tiếp theo đó là vị trí thứ hai, đó là thằng đua của Điền Phong Điền Bàn cũng chuẩn bị qua tiêu. Thế sau thì trong bàn đó là thằng đua Cây Mộc Bình Dương đang đứng vị trí thứ ba. Như vậy là thằng đua Điền Phong và thằng đua của Cây Mộc Bình Dương đã qua tiêu thành công. Vị trí thứ tư đó là thằng đua của Hồng Sơn Duy Nghĩa. Vị trí thứ năm đó là thằng đua của Trà Đông Duy Vinh. Năm nay thì đơn vị Trà Đông Duy Vinh là đơn vị đăng cai tổ chức. Thế sau đó là thằng đua của Điện An Điện Bàn, thì đua Thu, thì đua Đại Hương Một và thì đua của Đại Nghĩa cũng lần lượt chuẩn bị qua tiêu lần thứ nhất vòng đấu thứ ba của mình. Chúng tôi xin nhắc lại là giải bình hôm nay có thì đua sẽ tranh tài với 3 vòng đôi tương đương 3 km. Còn nửa vòng đấu nữa là kết thúc giải Hòa Bình hôm nay. Dẫn đầu thì đua lúc này vẫn là thằng đua của Quang Trung. Vị trí thứ hai đó là thằng đua của Điền Phong Điền Bàn. Vị trí thứ ba đó là thằng đua Cây Mộc Bình Dương. Các thằng đua đang tiến về
Tiêu Đông phía trên cầu Hà Tân. Khoảng cách giữa các thầy đua lúc này rất là an toàn. Các thầy đua đang tiến ngang qua lễ đài. Ở góc quay này thì dẫn đầu vẫn là thuyền đua của An Trung Duy Thành, vị trí thứ hai đó là thuyền đua của Điền Phong Đường Bằng, vị trí thứ ba đó là thuyền đua của Cây Mộc Bình Dương. Các thuyền đua đang chuẩn bị qua tiêu lần hai, vòng đấu thứ ba của mình. Còn vài trăm mét nữa là sẽ kết thúc giải Hòa Bình sáng hôm nay. Khoảng cách giữa An Trung và thuyền đua thứ hai khá xa, có an toàn. Nếu không có gì thay đổi thì giữa mình hôm nay thì đua An Trung sẽ giành vị trí cao nhất. Như vậy là thuyền đua An Trung chuẩn bị qua tiêu lần hai, vòng đấu thứ ba của mình. Còn vài trăm mét nữa là cái kết thúc giải Hòa Bình hôm nay. Vị trí thứ hai đó là thuyền đua của Điền Phong Đường Bằng, vị trí thứ ba đó là thuyền đua Cây Mộc Bình Dương. Rất tiếc cho thuyền đua Cây Mộc Bình Dương xuất phát vào qua tiêu đầu tiên, Cây Mộc Dương đã đi đầu nhưng không duy trì được thành tích nên đã tụt về vị trí thứ ba. Như vậy là thuyền đua của Điền Phong và thuyền đua Cây Mộc đã qua tiêu thành công. Vị trí thứ tư đó là thuyền đua của Hồng Sơn Duy Nghĩa. Như vậy là giải Hòa Bình sáng nay nhanh nhất thuộc về đơn vị của An Trung Duy Thành, để gây thuộc về đơn vị Điền An Điền Phong Điền Bàn. Vị trí thứ ba đó là thiên vị Cây Mộc Bình Dương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mày là mất giờ nào vậy lên à. Thank you.